tiên cũng xin chào MC Quyền Long, ý là Quyền Linh và cô Lê Lộc. Dạ, chào cô. Tôi tên là Phan Thị Kim Hương, năm nay tôi 64 tuổi. Dạ, tôi đang sống với gia đình ở phường 5, quận 11. Đây thì cũng làm về buôn bán này kia gì đó. Dạ. Nhưng mà sau đó thì bệnh mình không có làm được nữa, giờ dạ, chỉ làm nội trợ thôi. Dạ. Dạ, dạ, xin mời chị. Dạ, em xin chào anh Nguyên Linh và Lê Lộc. Dạ. Em tên là Vương Kim Long, em 31 tuổi. Thì em làm dâu của mẹ cũng được 7 năm rồi. Lúc trước thì em cũng có làm bảo mẫu, nhưng mà bây giờ thì em mới sanh bé thứ hai được 6 tháng. Coi như ở nhà làm nhà báo. Chúc mừng mới sanh bé thứ hai nha. Dạ. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, thì cô ấn tượng thế nào? Ngày đầu tiên á, là khi mà con trai tôi á, là chở bạn gái về á, thì cái ấn tượng đầu tiên á, là tôi thấy con bé cũng rất là dễ thương mà lanh lợi lắm á. Thành ra đâm ra tôi cũng hơi lo. Tôi nghĩ là trời, nếu mà nửa thành rồi cái mình cưới về ăn hiếp con trai mình sao. Chị nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi gặp mẹ chồng của mình không? Mẹ rất là hiền. Mẹ hiền lắm. Chuẩn bị cưới thì sao? Trước khi cưới á, trước khi cưới á, dạ, thì á có một cái biến cố xảy ra với tôi, là tôi bị bệnh á, bị bệnh, phát hiện ra mình bị bệnh ung thư đó. Thành ra là trước khi cưới là lúc đó tôi rất là buồn, suy sụp tinh thần dữ lắm, như là nghe giống như là giống như mình đang nhận một cái bản án tử hình. Tôi cũng không muốn là đi trị bệnh nữa. Nhưng mà cũng nhờ gia đình, cũng như là động viên, rồi mấy đứa em tôi nó cũng động viên, nó giúp đỡ tôi này kia. Rồi nhất là con bé này nè, nó nói, nó năn nỉ: bác ơi, bác cũng như là bác thương tụi con thì bác đi mổ đi. Chứ rồi nếu mà bác không đi mổ làm sao hết bệnh được. Mà trong thời gian bác mổ con sẽ chăm sóc cho bác, chứ bác đừng có lo gì hết á. Nó nói vậy á, tôi quyết định đi mổ. Nó bỏ hết công việc làm để nó vô nó lo cho tôi, là nó chăm sóc cho tôi. Xong rồi thậm chí mà nó xin cơm từ thiện nó ăn. Còn mà nó mua cơm cho tôi ăn. Thấy tội nghiệp lắm. Lúc là chưa cưới luôn em hả? Ừ, lúc chưa cưới á. Dạ, lúc đó mới tụi em mới quen thôi. Tại vì em với chồng em quen lúc còn trẻ lắm. Lúc chồng em mới 19, em 20. Là quen được 2 năm á, thì là mẹ phát hiện mẹ bị ung thư. Đó thì bác sĩ cũng mới nói là phải mổ, nhưng mà bà nội nghĩ là mổ là chết. Mà lúc đó bà nội cũng nói chung bên gia đình chồng thì cũng không phải là khá giả gì, mẹ chỉ để dành được số tiền là khoảng 200 triệu thôi. Mẹ nói nếu bây giờ mổ cũng không có đủ, mà thà là mẹ để lại cho chồng em để làm vốn. Thì em mới nói là con nói với bác là vậy nè, nếu mà bác không mổ thì con sẽ không tiếp tục đi quen với lại chồng con nữa. Thì chồng con cần là cần người mẹ, chứ không phải là cần số tiền đó. Cái số tiền đó tụi con có thể làm được, nhưng mà người mẹ là tụi con không kiếm được. Đó thì nhưng mà mẹ nói bây giờ mẹ mổ tiền không có, cũng không ai chăm sóc này kia. Cái ngày mà cầm cái tờ siêu âm đó, cái tờ chụp siêu âm nói là ung thư đó, là mẹ tự chạy xe một mình, là mẹ đâm thẳng ra giữa đường luôn, xe mấy chiếc xe tông vô mẹ luôn, gãy tay thôi. Tại vì mẹ ruột của em nói là con cứ việc bỏ hết đi, con cứ đi qua con lo cho chị xui đi, tiền đổ xăng hay tiền ăn gì mẹ cho, con đừng có lấy của chị, để chỉ toàn một chỉ để chị bệnh đó. Thành ra là em nói giờ, từ bữa đó là em nói là bất cứ khám hay là cái gì hết cho bắt đầu tới cuộc mổ là con sẽ chở bác đi. Cứ sáng 5 giờ sáng em qua em chở, cứ vậy rong ruổi có khoảng chừng một tháng á thì là mổ. Tới lúc mà quá trị này kia xong hết rồi về đó, thành ra là người ta thì tưởng em là con gái, tưởng con gái. Đây là một tình cảm đáng trân trọng đối với một cái nàng dâu tương lai. Mổ thuật xong thì mẹ làm đám cưới hay sao? Mẹ nói là bây giờ không biết mẹ có sống bao lâu, mà chồng em là con một nữa. Nói là thôi bây giờ bác muốn cưới con, chứ bây giờ là bác sợ bác có mất á, thì nó bơ vơ quá đi, không có ai hết mà nó hiền nữa. Thì em mới nói con cũng không biết sao đâu bác ơi, thì mẹ ruột em với dì em vô thăm, thì mẹ em xin cưới. Thì mẹ ruột em mới nói là em thương chị lắm, em cũng muốn nó làm dâu chị nữa. Thì bây giờ em thì em chịu, nhưng quan trọng là nó thôi. Nhưng mà sao em thì lúc đó em lại không thích đến anh Linh ơi. Ủa sao, tại sao vậy chị? Anh Linh Lộc biết sao không? Một cái quá trình mà từ lúc biết mẹ bệnh rồi chở mẹ đi này, cứ lúc đó mẹ mập lắm chứ không phải như bây giờ đấy. Mẹ không có đi nổi, không có đi nổi, tất cả em phải dẫn, em phải đẩy xe lăn. Từ bắt đầu vô đẩy xe lăn, từ xét nghiệm nó kêu mẹ xỉu lên xỉu xuống.
một cái quá trình nó dài, em cũng không hiểu sao làm chịu đựng nổi nữa. Đó, tự nhiên không biết sao tới lúc đó mình cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Khi lúc mà bác đã hoàn thành sức khỏe, bác đã mổ xong hết, bác cũng đã đi đứng lại bình thường á, thì tự nhiên mình cảm thấy mệt mỏi quá. Rồi bạn bè em cũng nói mày khùng hả Long. Nhưng cảm thấy đúng rồi, trời ơi, mai mốt không biết về tương lai mình sao, mình cũng còn trẻ, mình cũng còn này kia. Thì em cũng nghĩ vậy thôi, nhưng mà nó rất là thoáng qua trong đầu em thôi. Xong rồi thì mẹ ruột em mới nói vậy nè: con ơi, giờ con nghĩ đi, nếu mà mẹ bệnh á, mà nhân nó bỏ con như vậy đó, thì con thấy như thế nào? Rồi thứ hai nữa là bây giờ mày suy nghĩ đi, mày có thương được thằng khác như nó không? Nó giàu hơn đó, nhưng mà nó có tốt như chồng mày, như nhân thằng Nhân không? Thì mày cứ nghĩ. Thì em nghe vậy là em thấy là nó nhẹ lắm. Thấy là em điện thoại qua liền, em nói là: anh ơi, nói với bác gái đi, em chịu. Dạ, nếu như mà em mà không vượt qua những chặng đường đó thì dạ, chắc có lẽ ngày hôm nay chúng ta không ngồi nói chuyện đây với mẹ chồng nàng dâu đâu. Dạ. Dù sao thì anh cũng cảm động trước cái tình cảm của em dành cho gia đình này hôm nay. Dạ. Nói chung là khi mà xác định lấy ông xã bây giờ á, thì em xác định là mình đến với mẹ với chồng em là bằng tình thương. Cái đám cưới khoảng chừng 2 tháng á, thì tự nhiên mẹ bị không đi được. Em mới nói với mẹ ruột em: mẹ ơi, con biết là giờ mẹ sanh con ra thì con gái thì mẹ cũng muốn cho có một đám cưới nó đàng hoàng. Mà bây giờ con thấy mẹ con vậy, con sợ nếu mà đám cưới chắc cũng phải làm đơn giản à. Thì mẹ em nói: thì thôi, bây giờ đã chịu thì đâu có còn tính tới vấn đề đó đâu con. Rồi cũng may mắn sao thì khoảng chừng tuần hai tuần gì đó thì bắt đầu mẹ đi lại được. Rồi thì nói chung đám cưới diễn ra, nói chung là em cũng không nghĩ là mình có được cái đám cưới phải nói là không phải như bình thường, mà rất là rạng rực rỡ luôn. Nói chung là mẹ, cái tiền mẹ để dành như mẹ dồn hết đám cưới cho em luôn. Mẹ không sợ gì hết. Mình thấy tình cảm của mẹ rất là bao la đối với con của mình ha. Nhưng mà sau khi đám cưới về thì cái công việc làm dâu như thế nào? Chung là về thì cũng giỏi giang lắm. Tôi tưởng đâu là tướng nhỏ con vậy, tôi tưởng chắc cũng không có làm được nhiều công việc. Nhưng mà rốt cuộc nó sốc giác lắm. Mình thấy về tính tình tất cả mọi thứ có hợp nhau không? Thương nó dữ lắm. Thành ra hả, hợp thì cũng hợp dữ lắm đó. Nhưng mà cũng đôi khi cũng nóng nảy lắm. Thành ra mỗi lần mà nó đánh con là nó rầy con nó gì á thì tôi chạy lên tôi binh. Có một lần á, nó bực mình quá, tôi nghe nhỏ này là la: bà nội ơi, cứu con với, mẹ con đánh con. Mình lấy cái thầy quán còn chạy lên thì nó thấy nó đang quỳ gối, còn mẹ nó thì đang nhịp cái cây thôi à. Cái tôi mới nói à: con ơi, cũng như nó còn nhỏ lắm, con dạy nó thì con dạy từ từ chứ đừng có đánh nó tội nghiệp, đau nó tội nghiệp. Cái nó đang bực á, cái nó nói tôi chứ mẹ cứ dạy hoài à, mỗi lần mà con dạy nó là cái mẹ cứ chạy lên mẹ binh à, đó mẹ binh hoài đi, nếu mà mai mốt nữa hả nó hư cho mẹ coi. Con của con thì để con dạy chứ mẹ đừng có lên binh nữa, mai mốt con để cho mẹ dạy luôn. Cái chân mẹ thì nhất, cái chân mẹ nó giống như là bị khớp anh. Cái cậu hai em thì nó nhỏ, cứ mỗi lần mà nghe nó khóc: bà nội ơi, mẹ đánh con, đập đập không biết làm gì, chạy lên. Bữa đó em tức quá em đây, mẹ đứng đó, nói giờ mẹ bước lên là mai mốt là con, mẹ khỏi nghe tiếng nó khóc nữa, con đánh là con làm cách nào khỏi cho nó khóc. Cái gì cũng binh hết. Bịt miệng nhỏ, bịt cái bà nội đó, thì thôi được rồi, để mẹ xuống nhưng mà buồn. Nói chung tại vì biết là bà nội thương cháu nhưng mà không thể chiều hoài anh ơi, chiều nó hơn quá. Dạ. Chính xác đó. Như vậy luôn. Thì là em với mẹ chồng em thật sự mâu thuẫn chỉ có cháu thôi, chứ không mâu thuẫn gì đâu. Mẹ thì mẹ thương lắm anh ơi, em kể đến mức vậy nè. Em tối của em đói bụng quá thì xuống em mới tính kiếm gì ăn. Thì lục sau cái hũ chao để trên cao, em làm rớt hũ chao xuống, lúc đó 11 giờ đêm mà. Nghe vậy tưởng nào la mình: thôi con xích ra đi con, xích ra, hũ chao bể miệng dữ lắm. Xích ra, để mẹ hốt. Cái em cũng mới làm dâu cũng chắc cũng được mấy tháng á. Đó, mẹ nói không, em nói không mẹ nghĩ sao vậy? Con trẻ này cũng phải thấy đường rõ hơn mẹ chứ sao mà mẹ lớn tuổi mà mẹ lại thấy được hơn con, để con làm cho. Không, nhất định không cho em làm. Kêu em lên lầu ngủ, thế xách cái tô cơm lên ăn đi con, lên rồi ở dưới là mẹ tự mẹ hốt mẹ quét vậy đó. Phải nói cái tình cảm của em với mẹ chồng á, nó có nhiều kỷ niệm mà không thể nào ai quên được hết. Dạ. Hay cả anh là người ngoài khi nghe kể chuyện anh cũng cảm động vì cái tình cảm đó với nhau. Dạ. Nhưng mà có cái điểm nào mà chị mong muốn là mẹ phải giảm bớt không, hay là cái việc mà chi tiêu mấy người cụ lớn như vậy nè, họ thường tiết kiệm tiền á? Bác sĩ nói là cần ăn những cái đồ bổ máu này kia đó. Thì em mới nói là để mua thịt bò cho mẹ ăn. Rồi bữa đó là em nhờ bà nội đi thì em bận. Chị biết không, mua về thì thấy sao bà nội ngồi ăn mà sao thấy ăn sao hơi lâu. Thì mẹ mới lại em nhìn thịt bò toàn là gân không. Em hỏi sao mẹ lại
ăn cái này sao mà ăn được. Không, tại mẹ thích con ơi. Em bóc thử em ăn. Trời ơi trời, răng thiệt nha, không nổi là răng giả mà nhai được cũng hay thiệt á. Em nghĩ trong bụng đó nha. Mà em cũng nói luôn, nói mẹ cứ mua thịt ngon mẹ ăn đi, tại sao mà mẹ cứ mua thịt như vậy mẹ ăn. Mẹ mới nói là thịt bò mắc quá, mẹ ăn mấy cái này được rồi, để cho tụi con ăn thịt ngon. Em mới nói mẹ làm vậy là tội, tội tụi con. Tụi con còn trẻ, tụi con răng tụi con còn cứng, thể nhai được cái những cái đó chứ sao mà mẹ phải ăn những cái đó mà mẹ để thịt bò mềm cho tụi con. Chị uống thuốc nữa, cái thuốc ung thư đó là phải uống suốt luôn, suốt cuộc đời luôn. Mà một ngày uống có một viên thôi, thì thuốc đó của em thấy cũng không phải là mắc lắm nữa, cũng có mấy trăm ngàn một hộp à. Bữa đó em mới xuống em thấy sau hộp thuốc còn không à. Em mới nói ủa mẹ ơi, mẹ uống thuốc chưa, lên máu nữa. Hết thuốc rồi con. Em nói vậy sao mẹ không chịu nói. Nói bữa giờ mẹ thấy con tốn kém đủ thứ với con, cái bệnh hoạn rồi tiền bạc này kia. Em lại la nữa, em la chứ không phải là em nói đâu. Em nói nó mẹ làm như vậy là mẹ không phải là mẹ thương tụi con đâu. Tại vì nếu mà mẹ thương tụi con là mẹ phải gán giữ gìn sức khỏe của mẹ. Con nó nói như vậy đó, đừng có tiết kiệm về những điều đó nữa cô nha. Dạ. Cô nói với con điều gì đi. Đó, nhiều khi em cằn nhằn đó, rồi nhiều khi mẹ cũng buồn. Cằn nhằn thì cái đó cũng buồn lòng, dạ. Nhưng mà nghĩ là thôi kệ, nó cũng lo cho mình thì thôi, cũng không có giận. Dạ, đây là người con dâu. Linh nghĩ rằng rất là thương em mẹ chồng như chính cái bản thân mình này. Mong rằng cái tình cảm mẹ con vẫn mãi mãi như thế. Cô cũng nói gì với con dâu của mình trước những cái tình cảm đó không? Nhân dịp đây thì mẹ cũng xin cảm ơn con là trong thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ và chăm sóc cho cái gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn bà Xui. Xin cảm ơn bà Xui. Bây giờ tôi có được một nàng dâu tốt như vậy thì tôi cũng xin cảm ơn. Đương gái nữa. Đương gái. Ngày hôm nay chúng tôi nghe được câu chuyện này và chính ra cái tình cảm của nàng dâu đã tăng thêm cái tình cảm của gia đình và nó tạo nên sự kết nối chặt chẽ hơn. Nhưng còn vẫn còn những cái điều mà cô con dâu mong muốn bây giờ mẹ chồng làm thì thôi bây giờ nhắc lại một lần nữa đi để mẹ nhớ. Qua chương trình này thì con cũng muốn nói với mẹ vậy nè, đó là đối với tụi con, vợ chồng tụi con, hai đứa cháu, mẹ mới là quan trọng, nên mẹ không cần phải là tiết kiệm, mẹ cứ việc ăn những gì mẹ thích, uống thuốc đầy đủ để mẹ có sức khỏe, để mẹ sống với tụi con được bao lâu thì tụi con vui và hạnh phúc bao nhiêu đó. Sẵn đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến mẹ, là coi như em với con ruột. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến mẹ ruột của em, hướng em đến là sống, là mình sống bằng cái tâm. Như vậy thì em mới được làm có một người mẹ chồng là thương em, và một người chồng rất là thương em luôn. Em cũng muốn